Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về một số cái liên quan tới xe Jupiter nha. Thì hôm nay anh em biết thì xe chúng ta chạy, anh em thường gặp một số cái trường hợp giống như là xe chúng ta chạy tốc độ nhanh mà đột ngột nó tắt máy. Thì ngoài buji và một số cái nguyên nhân khác thì anh em biết xăng mà anh em đổ vô cái bình xăng á, nó rất quan trọng. Nếu mà anh em đổ những cái xăng mà nó bị nhiễm bẩn này ha, này nọ đó, hoặc người ta gọi là hơi nói đó là xăng giả đó nè, thì đôi lúc nó ảnh hưởng tới bộ máy của anh em, ảnh hưởng tới cái bình xăng, ảnh hưởng luôn những cái bộ phận bên trong, nó sẽ làm cho xe của chúng ta rất mau hư những cái chi tiết máy mà xe chúng ta chạy, có thể là gây chết máy và có thể là gây cháy nổ. Nhiều cái nguyên nhân mà do cái xăng chúng ta đổ không có đúng và xăng không có chất lượng đó anh em. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh em cách để mình test cái xăng trong cái bình xăng của anh em. Liệu cái bình xăng trong lượng xăng trong cái bình xăng của anh em có thật sự có sạch sẽ hay không, anh em biết, để mình coi lại cái xăng của mình. Một là anh em có thể nếu mà không tốt thì anh em có thể là tháo cái bình xăng, hoặc anh em vô tiệm để mình rút bớt cái lượng xăng đó, mình đổ cái xăng tốt hơn để cho xe lâu ngày nó không có bị hư hao nha anh em. Ok, thì mà anh em vào video này luôn. Ok, thì anh em biết có một số cách để mình phân biệt xăng có chất lượng hay không. Thì anh em biết thì chúng ta cũng không phải là chuyên gia gì hết, nên đôi lúc đem xăng vô để mình vô phòng những thí nghiệm mình coi xăng thế này thế kia, đó là chuyện của những người chuyên gia. Còn chúng ta là những người tiêu dùng thì chúng ta chỉ cần có những cái mẹo, những cái cách đơn giản để cho anh em có thể làm liền, làm ngay được trong lúc anh em tại nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm trong những cái cách mà phù hợp với anh em có thể làm bất cứ lúc nào. Ok, thì mình sẽ vào những cái cách để mình xem cái xăng trong cái bình xăng của mình liệu có ok hay không, để mình biết mình rút xăng bớt và mình đổ xăng khác chất lượng hơn. Thì mình sẽ vào những cái cách ok mà anh em biết là có một số cách, nhưng mà anh em chuẩn bị cho mình một số cái nha. Đây là một cái tờ giấy, anh em có thể lấy một tờ giấy trắng bất kỳ, và anh em lấy tờ giấy này, anh em sẽ lấy một bát xăng cho anh em nhúng cho nhiễu lên đây, đợi cho nó khô. Rồi anh em sẽ thấy nếu mà xăng nó bốc hơi, nó khô hết á, nó không có một lớp cặn hay là gì đó, nó ít hoặc không có gì luôn, đó là xăng chúng ta chất lượng nha. Thì mình sẽ làm qua cách này là cách đầu tiên. Ok, một cái chén hoặc một cái gì đó để đựng nha. Mình thì mình sử dụng một cái ống này để mình hút xăng cho nó ít thôi. Và mình, anh em nếu không có thể lấy cái ống hút ở nhà mình để mình ấy một ít. Và anh em có thể lấy một cái gì đó để múc xăng trong cái bình xăng mình, để mình test cái xăng bên trong có chất lượng hay không nha. Ok, cứ mở cái cốp xe của mình ra nha. Là ok, anh em bắt đầu tháo cái bình xăng ra. Em tháo bình xăng ra và anh em hút một ít xăng trong đây đi, rồi bắt đầu mình thử nha. Em đã hút được một ít xăng thôi, em cứ hút ra đây khoảng một ít thôi. Mình sẽ làm cái cách đầu tiên, đó là anh em cho một ít xăng trong đây để nhiễu vô một cái tờ giấy và đợi nó bay hơi nha anh em. Đây, em cứ cho một ít xăng để vô cái tờ giấy nè. Đây, anh em cứ đổ thẳng luôn cũng được. Đó, em mới để cho nó tự như thế này và để cho nó bay hơi, rồi anh em coi thử trong cái tờ giấy này nó có cặn hay không nha. Nó thấm đều rồi bắt đầu nó bay hơi khi mà nó khô cái tờ giấy hay gì đó, thì anh em coi thật sự nó có cặn nó bám vô hay không nha. Đây là cái cách đầu tiên, nếu mà có cặn này nọ nó bám vô cái tờ giấy này thì anh em biết xăng này không chất lượng nha. Miếng giấy này chúng ta đã nhúng xăng lúc nãy nè, mà chúng ta đã để khô và anh em thấy nó, miếng giấy nó vẫn còn cái độ trắng ban đầu bình thường, thì cho thấy anh em xăng anh em vẫn ok và không có bị nhiễm bẩn, nhiễm dầu gì nha anh em. Đây, anh thấy nè, xăng nó đã bốc hơi, nó không còn một lớp cặn gì hết. Thì đó là biết được cái xăng chúng ta có bị
chất lượng hay là không có bị nhiễm cặn, nhiễm dầu vậy anh em. Ok, đó là cách thứ hai. Anh em ấy là một ít xăng trong đây nè, anh em lấy một cái ngón tay anh em chấm vô thử, anh em chấm vào thử, anh em chà thử nha, mình cảm nhận thử. Nếu mà nó thật sự cái xăng chúng ta nó không có cái độ nhờn hay gọi là cái độ rít rít giống như dầu á, hay là gọi là nhớt á, đây anh em cứ nhúng tay vô thử, mình coi thử. Nếu mà xăng chúng ta nó trơn trạc, nó không có trơn giống như nước, và anh em thấy đây là cái xăng nó ok nha. Nếu mà anh em đụng vô nè, tôi nhúng tay vô, anh em thoa và để đồng cái ngón tay nè, anh em thấy có cái độ nhờn nhờn á, đó là xăng chúng ta đã bị pha dầu, pha chất này tùm lum nha. Đó là cách để anh em phân biệt cái xăng chúng ta có chất lượng hay không nha. Ok, đó là cách thứ hai. Đó là anh em ấy là một ít xăng thôi, anh em lấy là một tí xíu thôi, và anh em đốt thử nha. Mình lấy làm đi chỗ khác, tránh cái xe nha, và tránh chỗ nào cháy nổ, anh em đem lên chỗ nào trống trống á, anh em đốt luôn nha, đốt trong cái nước này nè, xem nếu mà nó cháy hết rồi mà nó không có vướng cái bụi bặm này nọ trong cái chén này nè, là anh em đã xăng chúng ta đã ok, đã tốt, anh em có thể sử dụng được nha. Ok thì mình sẽ làm luôn nha anh em. Cái này thì nó hơi cháy, anh em cẩn thận nha. Em cứ để vô cái chén cho nó cháy, thật sự cháy hết cái lượng xăng bên trong nha anh em. Hút trong cái chén nó xong và nó không có để là một lớp cặn gì đó, hoặc để là một lớp cặn rất ít chút xíu thôi, hoặc cái cặn nó dạng giống như là nó cháy thôi, cái chất cháy thì xăng chúng ta vẫn bình thường ok nha. Thì nếu mà anh em nó lắng xuống, nó cháy xong, nó có để một lớp cặn hơi đen đen, đó là xăng chúng ta có không có chất lượng nha anh em. Anh em cẩn thận, mình thay đổi cái nơi đổ xăng cho nó ok nha. Ok, nãy giờ Dũng hay em đã chia sẻ anh em một hai cách, cũng như là ít nhất là 2-3 cách đã để anh em phân biệt cái xăng chúng ta, trong bình xăng nó đang có chất lượng hay không. Để anh em chạy thời gian hoặc chạy tốc độ cao này nọ, nó tắt máy hoặc đôi lúc nó gây cháy nổ thì ảnh hưởng tới xe của anh em rất nhiều nha. Thì đó là một số cách để anh em thử trong cái bình xăng của mình cái chất lượng xăng nó ok hay không, để anh em thay đổi cái cây xăng khác và đổ những cái xăng nào có thương hiệu uy tín, và đổ những cái loại xăng tốt nhất cho xe mình, nó đảm bảo lâu dài theo thời gian nha. Thì ok, đó là một số cái chia sẻ của Dũng. Anh em nào cảm thấy video này có ích với anh em và có được những cái gì anh em học hỏi được thì anh em cứ chia sẻ hoặc nhấn like. Em mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh mình nha. Ok, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.